Xin chào các bạn đã đến với chuỗi video tiếp theo của Ngôi Đình Khuôn. Nếu như các bạn đang chuẩn bị xây dựng một cái căn nhà trong 4 tháng tới nhưng mà đang lo lắng không biết bắt đầu từ đâu, bạn không biết giá cả vật tư, thị trường như thế nào, giá trị công năng của căn nhà của mình liệu nó có đảm bảo được chất lượng khi mà mình thuê nhà thầu hay không, chi phí mình bỏ ra, những cái vật liệu mình bỏ ra nó có phù hợp với cái giá thị trường hay không. Video hôm nay sẽ dành cho bạn 10 phút ngắn ngủi này. Khuôn sẽ nói với các bạn những cái vấn đề để các bạn có thể chuẩn bị một cách nó chu đáo thì các bạn sẽ giảm đi những cái âu lo, những cái muộn phiền và các bạn sẽ ngủ ngon hơn. Các bạn có biết không, có rất là nhiều người rơi vào trạng thái stress khi mà xây dựng cái căn nhà của mình đó các bạn. Khuôn tin nếu như mà các bạn có cái sự chuẩn bị chu đáo á, các bạn sẽ giảm đi rất là nhiều cái căng thẳng và cái mệt mỏi trong cái quá trình thi công căn nhà của mình luôn á các bạn. Cái điều đầu tiên mà các bạn cần phải chuẩn bị đó chính là cái khâu tài chính. Khuôn nói lúc nào cũng liên quan, tại vì cái chi phí để xây dựng cho căn nhà của mình nó đóng vai trò rất là quan trọng nha các bạn. Cái chi phí này các bạn cũng phải dự trù. Khuôn đã nói rất là nhiều cái video, ví dụ như cái căn nhà của các bạn dự trù là một trệt một lầu, chi phí nó rơi vào khoảng 700 triệu 750 triệu, thì các bạn cũng nên dự trù thêm 10-20%, tức là 700 triệu 20% thì thêm khoảng 140 triệu nữa, các bạn nên thủ cho mình, bỏ túi cho mình khoảng chừng 850-900 triệu. Khi đó các bạn sẽ không lo âu về vấn đề tài chính nữa, khi mà nó có phát sinh thì các bạn cũng nằm ở trong cái tầm kiểm soát của mình, nó không có bị căng thẳng về cái vấn đề tài chính nha các bạn. Thì cái đó là cái đầu tiên mà Khuôn muốn gửi gắm đến các bạn nha. Cái thứ hai nó liên quan tới vấn đề thiết kế, tức là các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái bộ hồ sơ thiết kế thi công để khi ra công trình á, nhà thầu bám vào cái đó, và những cái đó là những cái anh em kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng đã tính toán kết cấu, tính toán kiến trúc phù hợp với cái công năng sử dụng của các bạn. Khi đó thì nhà thầu sẽ rất là dễ làm mà không phải hỏi bạn tới lui, hỏi coi là chốt cái này như thế nào, chốt cái kia ra sao, thậm chí là những cái chi tiết nhỏ nhặt phải nhờ các bạn đi ra tới công trình để làm việc, thì các bạn sẽ rất là bị động trong cái quá trình thi công của mình. Nhiều khi các bạn đang làm việc, nhà thầu điện thoại là để hỏi chỉ có là cái vị trí ổ ghim đặt ở đâu thôi, thì các bạn rất là áp lực, không có bạn thì không được, họ sẽ không làm được. Ví dụ như những cái vấn đề đó là các bạn cũng phải thủ sẵn để chuẩn bị cho mình một cái bộ hồ sơ thiết kế. Lúc đó là chỉ cần bạn thống nhất bộ hồ sơ đó thôi thì nhà thầu sẽ tự tin làm mà không cần ảnh hưởng tới cái thời gian đi làm của các bạn nữa. Đó là cái điều quan trọng thứ hai nha các bạn. Các bạn phải có một cái bản vẽ thiết kế. Cái thứ ba nữa đó chính là cái các bạn phải chuẩn bị cho mình, tìm kiếm cho mình một cái nhà thầu. Thì cái kinh nghiệm mà lựa chọn nhà thầu Khuôn đã từng làm, dù cho nhà thầu chính, nhà thầu phụ, Khuôn làm xây dựng á, thì nó sẽ có nhiều nhà thầu khác nhau. Mình đánh giá bằng cái gì? Đó chính là những cái công trình họ đã bàn giao nha các bạn. Nếu được á, các bạn cứ tham khảo về những cái đánh giá của chủ nhà, khách hàng trước đó để xem nhà thầu đó có đủ độ uy tín hay không, trách nhiệm như thế nào, làm việc ra sao, về cái dự toán nó phải rõ ràng, rành mạch trong cái hợp đồng, hồ sơ thanh toán. Các bạn phải đọc kỹ hợp đồng, tiến độ thi công, cái đó nó sẽ thể hiện hết vào trong cái hợp đồng thi công xây dựng. Cho nên các bạn rà soát lại tiến độ thanh toán, kiểm tra xem về vấn đề hợp đồng với nhà thầu đã bao gồm những gì các bạn cần, các bạn cũng rõ ràng liệt kê trong đó để sau này đỡ phải tính những chi phí phát sinh, những chi phí hứa hẹn của nhà thầu mà nhà thầu không làm, rồi các bạn cũng đâm ra cũng hơi ức chế, sau đó là mình lo lắng bồn chồn mà mình ngủ không ngon. Điều này thì nó ảnh hưởng tới cái tâm trạng của các bạn, và nguyên nhân chính nó nằm ở cái chỗ là cái hợp đồng giữa nhà thầu và các bạn không rõ ràng. Cho nên lựa chọn một cái nhà thầu tính toán từng chi tiết tỉ mỉ nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Và cái kinh nghiệm thi công của nhà thầu khi mà họ giải quyết những cái vấn đề mà không cần phải hỏi ý bạn, nhưng mà họ vẫn giải quyết một cách rất là hợp lý và phù hợp với cái tiêu chuẩn, tiêu chí của bạn đặt ra, của tiêu chuẩn về cái vấn đề xây dựng, lúc đó bạn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho nên lựa chọn nhà thầu cũng là một cái để giúp cho các bạn có được một cái sự yên tâm hơn để ngủ ngon hơn nha các bạn. Cái tiếp theo mà Khuôn muốn nói đó chính là về cái vấn đề xin phép xây dựng. Đã có rất là nhiều người mặc dù là yên tâm về vấn đề nhà thầu nhưng mà lại bị vướng một cái, thậm chí là không thể nào thi công tiếp tục được luôn, đó chính là hồ sơ xin phép xây dựng. Nếu như các bạn không có cái bản vẽ xin phép xây dựng hoặc là trễ đi mà các bạn gán làm trước đó, sẽ xảy ra cái tình trạng là bị tạm ngừng thi công, bị phạt. Lúc đó bạn rất là khó chịu về cái vấn đề giấy phép xây dựng. Khi không có giấy phép xây dựng, các bạn làm giữa chừng sau đó rồi ngưng, cảm giác nó rất là lo lắng. Mặc dù mình đợi có giấy phép sau đó mình làm tiếp, nhưng mà cái khoảng thời gian
gian đó là cái khoảng thời gian mà bạn cảm thấy bị chết nhất. Để cho ngủ ngon á, thì các bạn nên chuẩn bị cho mình một cái bộ hồ sơ thiết kế xin phép xong có cái bản xin phép dán ở ngoài trước công trình của mình, thanh tra sở xây dựng gì đó có lại kiểm tra, thì mình có cái giấy phép đó, mình có cái bản vẽ xin phép mình đưa ra, hợp quy hợp lệ thì các bạn sẽ dễ dàng thi công tiếp tục nữa, chứ không phải bị ngưng nha các bạn, nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn rất là nhiều luôn á. Tiếp tục nữa, để cho các bạn đỡ phải chết và căng thẳng thì các bạn nên thống nhất với nhà thầu về tất cả những cái vật tư vật liệu sử dụng ở công trình là như thế nào, và cái điều này nó sẽ giúp cho các bạn được cái vấn đề chủ động cho vật tư công trình của mình. Nếu như cái nào mà các bạn biết, thí dụ như là cát, đá, xi măng rất là dễ dàng rồi, và bây giờ rất là dễ để tìm kiếm được những cái đơn giá đó trên internet. Khuôn cũng có một cái cập nhật hàng quý, đó là do anh em ở trong công ty của Khuôn lập ra, là những cái bộ bảng giá chi tiết về vấn đề báo giá theo mét vuông, chi phí vật tư, cọc ép, cọc khoan nhòi, cát, đá, xi măng cập nhật theo từng quý hết nha các bạn. Giá thép như thế nào và chi phí nhân công bao nhiêu, công thợ, công phụ, chi tiết từng hạng mục hết, thậm chí là bản mã, tiền sơn kê ra các bạn là toàn bộ hết. Các bạn có thể bám vào trong đó để lựa chọn cho mình được cái vật tư nó phù hợp, và kết hợp với cái sự tư vấn của kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, nhà thầu để các bạn có thể lựa chọn được cái vật tư phù hợp đưa vào trong ngay trong cái hợp đồng của mình luôn. Các bạn chỉ cần là khi nhập vào công trình, các bạn mỗi ngày hoặc là hàng tuần khi mà nhập vật tư vào, các bạn ghé thăm công trình kiểm tra lại coi chủng loại vật tư nó có đúng không thôi. Như vậy nó sẽ giúp cho các bạn được cái sự yên tâm mà tối mình về mình ngủ ngon hơn. Cái phần tiếp theo đó chính là cái vấn đề kiểm soát về tiến độ thi công cũng như là tiến độ thanh toán. Đã có rất nhiều người, nhiều trường hợp mà Khuôn thấy tạm ứng quá nhiều, vượt trên cái khối lượng thực tế ở ngoài công trình. Cái điều này nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Nếu như nhà thầu uy tín, họ tạm ứng, họ để đó và họ tiếp tục làm công trình của mình, bàn giao đúng cam kết thì việc đó không thành vấn đề. Nhưng có nhiều trường hợp tạm ứng xong nhưng mà làm mãi không bàn giao được cho các bạn, hoặc là khi mà ứng quá nhiều, vượt trên cái khối lượng của các bạn ở ngoài công trình rồi, sau đó thì nó có những cái tranh cãi phát sinh, những cái vấn đề ở ngoài công trình làm cho các bạn cảm thấy căng thẳng, gối lên, lời qua tiếng lại với nhà thầu và nhà thầu ngưng không làm nữa, thì lúc đó bạn là cái người cầm lữ, rất là khó chịu đúng không các bạn? Cho nên là mình kiểm soát cái tiến độ thanh toán. Như Khuôn là chia ra một cái công trình là chia ra 9 cho tới 10 đầu mục mình làm, tức là tạm ứng trên đầu công việc hết, chia rất là nhỏ ra chứ không ứng một cục 30%, 50%, nó rất là giá trị, nó rất là lớn nha các bạn. Các bạn phải chủ động cái đó để mình cầm cán, có nghĩa là cái cán cân nó cân bằng khối lượng ngoài thực tế và cái tạm ứng nó phù hợp. Các bạn sẽ đỡ lo lắng căng thẳng rất là nhiều về cái vấn đề tạm ứng đó luôn á. Một cái mà để dễ gây ra cái chết nhất đó chính mà thật ra là các bạn chủ động được, đó chính là dự trù về cái thời gian thi công cũng giống như là cái chi phí phát sinh. Thì Khuôn đã nói dự trù kinh phí phát sinh thì nó tầm khoảng 10-20% là thoải mái rồi, nhưng mà tới cái khúc cuối công trình á, cái vấn đề mà tiến độ thi công nó dễ bị áp lực làm cho các bạn cảm thấy không ngủ ngon, đó chính là cái thời gian mà bàn giao để các bạn vô nhà ở á. Có nhiều trường hợp mà Khuôn thấy những cái chủ nhà họ có coi ngày, họ có những cái yếu tố khách quan cũng có chủ quan, thì Khuôn nói chung chung đó chính là cái vấn đề mà bị trễ về cái tiến độ thi công. Vậy thì khi đó thời gian thì nó lỡ cỡ gần tới ngày rồi, nhưng mà nhà thầu thì làm thì còn rất là nhiều việc phải làm thì làm không hết, tăng ca và siết cái đó thì nó bị ảnh hưởng tới cái chất lượng của công trình. Bạn sẽ rơi vô hai cái trường hợp: chất lượng công trình không đảm bảo, cái thứ hai thời gian các bạn dọn vào. Lúc đó các bạn sẽ cảm thấy rất là gối cho cái việc mà mình vào nhà để mình ở. Các bạn cũng nên cho mình hai cái phương án. Phương án A là 4 tháng, phương án B sau đó 2 tuần sẽ có mỗi ngày nào đó hoặc là 3 tuần. Vẫn nói với chủ thầu, các bạn phải nói với chủ thầu là 4 tháng, nhưng mà các bạn cũng dự trù 3 tuần đó lỡ nó có phát sinh hoặc là nó có những yếu tố gì đó khách quan mà mình không lường trước được thì mình vẫn còn thoải mái thời gian để dọn vào nha các bạn. Đó là cái mà để cho các bạn ngủ ngon hơn đó. Và trong quá trình thi công thì chắc chắn nó sẽ có nhiều vấn đề xảy ra, nó có thể không phải là ở công trình mà là công việc hiện tại của các bạn. Cái việc mà để cho các bạn giảm đi cái căng thẳng ở áp lực ở ngoài công trình ảnh hưởng tới công việc của các bạn thì các bạn nên cho mình những cái thời gian để đi đây đi đó, nghe nhạc thư giãn, uống cà phê với bạn bè, nói bàn về cái công trình của mình, cũng nên đưa ra để coi phương án nội thất như thế là nó ok chưa trong quá trình thi công phần thô nha. Còn khi mà đã gần hoàn thiện rồi thì nên thống nhất với nhà thiết kế, những cái anh em thiết kế để có thể là chốt được cái phương án tốt nhất phù hợp với bạn nhất nha. Thì lúc đó bạn sẽ giảm đi được rất là nhiều cái căng thẳng khi mà xây dựng cái căn nhà của mình nha. Cái điều mà vô cùng quan trọng luôn, khi mà các bạn đã không tin thì thôi, khi mà đã giao cho nhà thầu rồi các bạn phải tin tưởng nhà thầu, giao phó cho nhà thầu.
chứ các bạn đừng có mang cái tâm lý nghi ngờ này kia. Tại vì khi mà nhà thầu đã làm dịch vụ giống như khuôn rồi thì phải làm toàn tâm toàn ý, chu đáo cho cái công trình đó. Tức là các bạn phải tin tưởng nhà thầu để đừng có cái sự suy nghĩ gì đó, có gì thì giải quyết vấn đề liền ngay ở công trình, xong cái việc đó rồi thôi, chứ không có để mà nó neo năm dài tháng rộng. Tại vì cái công trình của mình là 3-4 tháng mà có cái vấn đề gì đó mà các bạn ngâm đó thì lâu ngày nó làm cho mình nó cảm thấy nó tức lắm. Cho nên là các bạn cứ giải quyết liền ngay ở công trình luôn, vấn đề gì đó gặp phải mình giải quyết ngay, bạn sẽ mang một cái tâm lý rất là thoải mái khi mà xây dựng nhà của mình. Còn cái điều này nữa, cái điều này thì cá nhân của Khuôn thôi, trong quá trình thi công hoặc là quản lý về vấn đề xây dựng đó, nên chăm sóc cho bản thân của mình một chút xíu, chạy bộ, tập thể dục, đi tới lui công trình để cho nó ra mồ hôi, nó thoải mái. Buổi sáng khi mà mình vào công trình mình có cảm giác là nó tỉnh táo và nó sáng suốt hơn. Sẽ có những cái trường hợp là nhà thầu cũng không quyết được, phải nhờ chủ nhà các bạn ra quyết định. Như Khuôn nói về cái vấn đề ổ ghim, thí dụ vậy đi, bây giờ đã bố trí ổ ghim theo cái thực tế rồi, đã quá ok rồi, nhưng mà các bạn đâu đó tự nhiên nhớ chực lại với cái công năng của mình thì cần một cái ổ ghim ngay vị trí phòng khách, chỗ đó mình sẽ đặt một cái bàn, thì bạn cũng tỉnh táo sáng suốt hơn để nói với, góp ý với nhà thầu để cho họ chừa cho mình một cái ổ ghim, thì lúc đó sẽ mang cho bạn một cái tâm trạng nó rất là ok hơn, thoải mái hơn để tiếp tục cho cái công trình của mình nữa. Các bạn sáng suốt khi mà khỏe khoắn thì sáng suốt trong những cái quyết định quan trọng nha các bạn. Cho nên chăm sóc bản thân cũng là một cái điều đặc biệt để giảm căng thẳng cho các bạn khi mà xây nhà nha. Và cuối cùng thì Khuôn muốn nhắc lại với các bạn là các bạn nên chuẩn bị thật là chu đáo trước khi xây dựng căn nhà của mình, lên một cái kế hoạch cụ thể những cái mà nãy giờ Khuôn nói, thì các bạn sẽ có được một cái thời gian trải nghiệm về vấn đề xây dựng nhà nó được ok hơn. Cái điều quan trọng nữa, các bạn phải tin tưởng vào nhà thầu, họ xây dựng căn nhà của các bạn thì các bạn phải tin tưởng, thì khi đó các bạn sẽ mang một cái tâm lý thoải mái hơn. Và cái cuối cùng mà Khuôn muốn nói đó chính là các bạn phải yên tâm về cái nhà thầu của mình, các bạn phải mang một cái tâm lý thoải mái khi mà xây dựng nhà, thì lúc đó các bạn sẽ ngủ ngon và vui vẻ khi mà ra công trình. Chủ nhà mà gặp Khuôn thì gần như là 9 câu là hết, 10 câu là hết 9 câu là cười đùa rồi, còn một câu là bàn công việc thôi đó các bạn. Là để giữ một cái tâm trạng thoải mái, hứng khởi khi mà mình xây dựng căn nhà, nó cũng là một cái điều tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể ngủ ngon hơn trong quá trình xây dựng nhà. Và tới đây thì Khuôn xin kết thúc video. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho Khuôn một like, nhớ đăng ký kênh nha, để có những cái video mới các bạn có thể là nhìn thấy được. Còn nếu như các bạn cần tư vấn hay là muốn xây dựng căn nhà của mình, cần tư vấn về vấn đề vật tư, đơn giá, thì có thể để lại comment số điện thoại hoặc là liên hệ trực tiếp với Khuôn. Khuôn có để số điện thoại dưới phần mô tả. Và bây giờ thì xin tạm biệt các bạn.